Xe chở hàng vào Lâm Đồng vẫn tiếp tục bị ùn ứ ở cửa ngõ trạm kiểm dịch Đèo Chuối, quốc lộ 20, huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các thủ tục thông hành, trong đó có giấy xét nghiệm âm tính. Được biết, việc ùn ứ xảy ra do tài xế phải dừng xe chờ tới lượt vào khu vực kiểm dịch của tỉnh. Mặc dù xe chở nông sản hàng hóa chiều đi không bị dừng ở chốt kiểm dịch nhằm thực hiện khai báo y tế, nhưng chiều vào, tất cả các xe đều phải dừng để thực hiện giám sát y tế. Mỗi ngày có khoảng 3.000 xe thực hiện khai báo y tế, xuất trình giấy thông hành âm tính với COVID-19 tại chốt kiểm dịch này. Do đó, nếu đường xe quay đầu về Lâm Đồng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không thông, thì tốc độ lưu lượng hàng hóa vận chuyển đi sẽ bị chậm. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng thúc đẩy áp dụng phương thức khai báo y tế bằng app nên thời gian làm thủ tục được rút ngắn hơn. Tuy nhiên, vẫn không giải phóng được lượng xe chở hàng rất lớn đổ về Lâm Đồng. Tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở khu vực Đèo Chuối, phóng viên ghi nhận chủ yếu ùn ứ theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ lên Lâm Đồng vào từ tầm 11 giờ sáng đến khoảng chiều tối rồi giãn dần. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với việc di chuyển về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây thì hiện sở đã phối hợp và đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cấp thẻ luồng xanh cho xe vận chuyển hàng hóa nông sản về thành phố Hồ Chí Minh cũng như quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh để đi các tỉnh miền Tây. Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 120 thẻ luồng xanh cho các xe vận chuyển hàng hóa nông sản tại Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất Bộ Giao thông Vận tải sáp nhập luồng xanh nội tỉnh Lâm Đồng vào luồng xanh quốc gia để gia tăng lưu lượng vận chuyển hàng hóa.